Nhắc lại một lần nữa này, ở trong cái route, trong cái file, trong cái thư mục route, chúng ta có file web.php. Trong này chúng ta có cái route 2.2.get sửa. Thì lúc đầu nó đang return ra view đúng không? Bây giờ các bạn update cho tôi là DD tên các bạn ra đấy. Sau đó chúng ta start server và refresh. Có cái localhost 2.8000 ra. Thì chúng ta sẽ ra cái giá trị của cái DD này. Đây. Như này. Được chưa? Tức là cái luồng logic của nó là nó sẽ chạy vào trong này khi mà chúng ta localhost không có cái gì ở phía sau. Được chưa? Tiếp theo này. Khi mà các bạn tạo ra một cái route mới, route 2.2.get, ví dụ ở trong này là thiện gạch ngang thiện thd phẩy function string sub function này. Ở đây chúng ta dd ra là something đấy, route get thiện th xếp xuống. Đây. Các bạn ngó đi. Thực ra là làm như này cho nhanh này. Bôi đen nó đắp đi kết lên sửa cái thằng này thành cái thiện TH xong rồi DD một cái đoạn text khác cho nó nhanh. Đây tôi làm lại để cho nó chậm để các bạn làm thôi. Không. Tên nó không liên quan đến Artisan. Không phải có cái package của Laravel 5. Tức là chỉ cần đánh cái group nó sẽ ra hết rồi. À có. Tưởng là sinh ra RAW mới thì không có. Còn list các thứ có. Ok, tí nữa hướng dẫn. Được chưa nhỉ? Xong chưa? Rồi bây giờ chúng ta test. Đây là localhost 8000 đúng không? Nó sửa cái RAW mới, nó sẽ ra cái text. Được chưa? Nó ra cái text something luôn. Các bạn test thoải mái đi. Sau đó nếu mà chúng ta ví dụ cái thiện TH này các bạn thêm số 1 vào hay số 2 gì đấy vào, nó sẽ ra là sorry page you are looking for could not be found, đúng không? Thì là cái này nó thể hiện là cái root này, cái URL này chưa được quy định ở trong cái website của chúng ta. Thì mấy nữa chúng ta sẽ sửa cái năng này, chuyển sang trang là 404 not found, chứ không để cho nó hiển thị ra lỗi như thế này nữa. Thì để mấy nữa chúng ta sẽ update. Cái đấy chúng ta sẽ có exception handler để xử lý cái việc đấy. Còn hiện tại cứ có cái nào có URL, các bạn khi mà vào một URL nào đấy các bạn không nhìn thấy cái gì á, thì tức là nó không có, nó chưa được quy định ở trong file root, ở trong cái phần root của chúng ta. Được chưa? Thì update cho tôi cái nhớ tôi cái này. Đây là cách dùng root cơ bản. Tiếp theo là chúng ta mở cái thư viện của nó ra, mở cái tài liệu ra, doc routing, thì chúng ta sẽ đọc cho tôi. Nó có phần basic này, phần route parameter này, require optional, regular, name, thì chúng ta tìm đi từng phần một. Thì cái basic đi trước là cái basic, thì các bạn đọc trước cho tôi cái phần này xem nó có cái gì hay và chúng ta rút được gì ra từ đây. Vào tài liệu đi. Được chưa? Mỏi lâu thế.
Thầy có rất nhiều đứa đang ngồi dịch sử tiếng Việt mới chết. Nào, basic round thì cho tôi xem cái round này nó là như thế nào. Trả lời đi, round là như thế nào? Round là những cái đường dẫn được quy định ở trong các cái file về round của chúng ta. Được chưa? Chúng ta phải quy định ra thì cái cú pháp của nó sẽ là như thế này. Round 2.2. Thế cái này là cái gì? Là cái gì? Nhà. Hả? Ui, phản xạ tự nhiên nhờ. Tôi đã hỏi cái này mà đã có cái gì đâu mà static. Kiểu phản xạ rất có điều kiện ấy. Thế cái này là cái gì? Round là cái gì? Viết như này là cái gì? Ờ thì đúng rồi. Sao ý ý là bình thường có to mồm nào mà. Không, cãi là to mồm. Đúng rồi. Cái round là một đối tượng. Thực ra là một class. Thấy chưa? Xong rồi 2.2. Ví dụ cái get, post, put, gì nữa nhỉ? Patch. 3 chấm ở dưới này là những cái method. Đó nhá, có là những cái method đã được gửi lên. Ví dụ chúng ta có thể gửi method dạng post thì chúng ta hay gửi thông qua một cái form đúng không? Thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng thằng postman, cái đấy như tôi dạy các bạn rồi đúng không? Sử dụng thằng postman để gửi một cái request dạng put, dạng fetch, dạng delete lên trên server để các bạn test những việc này. Chưa? Thì không sao thì bạn nói luôn. Quân tử phải phóng thân nhưng mà tiểu nhân thì phải phóng như vậy. Rồi tiếp tục thì những cái các bạn lưu ý này, với những cái get này, get nhớ là 2.2 nhá, đừng có đứa nào trỏ đến như này nhá, thì hay là trỏ đến như này thì càng ăn đập này. Được nhớ tôi làm cái 2.2 đây là cú pháp, nó là hàm static phải nhớ. Được chưa? Thì ví dụ với cái get như thế này, chúng ta đã định nghĩa ra một cái URL dạng get, nó sẽ xử lý cho cái URL, cho cái request nào có đằng sau cái sửa cái việc, ví dụ là chúng ta sửa cái gì đấy thì sau đấy thì là ví dụ như kiểu là t3h như này thì mình sẽ quy định như này, phải đằng sau là không làm nữa. Thì đây mình cần biết là t3h phải đằng sau này là cái gì chúng ta chưa biết, là cái gì chúng ta chưa quan tâm. Được chưa? Nhưng mà chỉ biết là khi mà nhìn thấy như thế này là phải biết là sau này mà phải maintain một cái URL nào đấy, một cái màn hình, một screen nào đấy, thì chúng ta phải lấy một cái đoạn text sau một cái dấu sườn của domain nhá, lấy được sau copy vào đấy, copy vào ví dụ như kiểu đây này. Ví dụ như ở trong cái bài của chúng ta ấy, chúng ta đang có cái thằng thiện TH này đúng không? Sau này cái số lượng config ở trong cái phần round này rất là nhiều. Nó cực kỳ nhiều luôn. Thế là chúng ta tìm như nào? Thì không có cách nào dễ hơn là copy cái đoạn text này. Được chưa? Vào trong này Ctrl F pẹt xuống, Enter một cái. Thì nó sẽ tìm đúng là cái chỗ nào để xử lý. Được chưa? Cái này là cái thứ rất là basic nhưng có những cái bạn không biết đâu nhá. Cái chuyện bình thường nên tôi phải nhắc. Bởi vì tôi dạy cái lớp trước có những cái bạn mà không biết là cái chỗ nào xử lý cho cái URL này. Nên là các bạn đừng có mà bơi vào cái vết xe đổ này nhá. Được chưa? Đó. Thì là cái URL này sẽ do thằng cái đoạn code này xử lý. Được chưa? Xong. Sau đó là cái đoạn phía sau này. Các bạn nhìn thấy nó là một cái function đúng không? Nó là một cái function đúng không? Thì cái này người ta gọi với khái niệm gì? Khái niệm gì? Đọc đi. Ý tôi là cái đoạn này Linh này. Đây à, cái này. Cái này nó có tên nhá. Cái này nó có tên đấy. Để từ sau người ta nói đến mình phải hiểu.
ai chả biết nó là function, nhưng mà người ta gọi cách gọi khác, phân biệt nó với các function khác như thế nào, thì cái này là closure. Closure. Thì cái này á, nó giống, các bạn sẽ nhìn thấy nó khá giống với cái, một khái niệm tên là callback. Khá giống với khái niệm tên là callback ở trong CS. Nhìn bọn anh cũng biết callback là cái gì. Callback là cái hàm sẽ xử lý cho một sự kiện nào đấy xảy ra trong CS, được chưa? Thì cái closure này cũng vậy. Định nghĩa của nó thì na ná như nhau. Được chưa? Cái tên của nó dùng ở trong Java, ở trong PHP nó không gọi là callback, nó gọi là closure. Được chưa? Đấy. Thích đọc là cái gì nào? Được chưa? Thì cái này này, là chúng ta nhận được cái URL này thì chúng ta xử lý ngay lập tức tại file quy định về root, về route. Được chưa? Chúng ta còn rất là nhiều cái khác nữa. Thì đây là cái đoạn code xử lý của chúng ta này. Xong chưa? Đọc cái này ra cái gì thì tự hiểu đấy. DD là bài hàm đăng đai đấy. Và đăng lên đai. Được chưa? Nó DD đăng đai là một cái giá trị nào đấy. Và nó dừng chương trình ở đấy, nó không chạy nữa. Được chưa? Xong một cái nhá. Thì đây là cú pháp ở đây có thể là lâu rồi. Được chưa? Cái cú pháp phần tiếp theo phẩy sau dấu phẩy có thể là lâu rồi. Hoặc là một cái đoạn string. Một cái đoạn string quy định một cái đoạn text, một cái loại text, một cái đoạn text nó sẽ có nội dung như sau. Nó sẽ có nội dung như này này. String nhá. Đây là namespace sượt controller sượt các bạn nhỉ. Controller account action này thì nó chạm vào đây. Dạ. Đây là cái đường dẫn đến cái file controller nào sẽ xử lý cái URL này. Được chưa? Đây là mới chỉ là đến cái controller nào sẽ xử lý cái này. Còn cái đoạn a cộng action này này là cái hàm nào nằm trong cái controller đấy sẽ xử lý URL này. Được chưa? Quy định rõ ràng ra. Cái này thì mới nhiều bạn có làm basic, các bạn không cần học nữa, nhưng mà tôi vẫn cứ phải nói để nhiều bạn chưa biết đâu. Có hai cách để xử lý cho một URL. Một là xử lý ngay lập tức ở trong file root. Hai là xử lý đẩy sang một cái controller và đẩy vào một cái hàm trong controller đó. Được chưa? Rồi chúng ta test nhá. Xem có đã có controller nào chưa? HTTP controller chưa có các ông ạ. Ví dụ vào auth đi. Và chúng ta có login controller, chúng ta tìm cho tôi cái login controller đi. Vào app HTTP controller auth login controller. Nhìn thấy không? Rồi bây giờ chúng ta tạo ra một cái function ở phía dưới, public function. Đây là thích là tên là test. Ở đây tôi để là DD. Đây là T3H gạch ngang test root. Rồi. Được chưa? DD là cái string này. Login controller. Xong chưa? Được chưa? Có ai nào chậm thì bảo thôi nha. Rồi. Bây giờ chúng ta đẩy về này. Thì chúng ta duplicate cái thằng của nợ này lên. Control Shift D. Xong đây tôi sửa thành URL là test. Chúng ta bỏ cái function này đi. Chúng ta thay vào đoạn string là auth sượt login controller a cộng test.
Đây là hai cách chúng ta sử dụng quy định cái code xử lý cho một URL đấy. Xếp xuống. Nhanh như thằng Tú nó ngáp rồi. Buồn ngủ quá thể. Không ngồi đến nóng ý. Rồi, chúng ta ra URL, chúng ta test vào đây. T3H test root đúng không? Nó đẩy được vào trong cái controller của chúng ta. Controller nào, hàm nào nhìn vào đây phát là phải biết này. Được chưa? Ví dụ như các bạn lưu ý này, cái opt. Nhớ lưu ý nhá, thì ngó lại cho tôi con login controller trong này. Thì nó có namespace là app http controller opt đúng không? Thì mặc định á, trong này nó đẩy sang này, nếu các cái file controller của chúng ta nằm trong cái thư mục controller và không nằm trong thư mục nào khác nữa, nó con trực tiếp của thằng controller này thì nó sẽ có cái namespace của nó sẽ là đây, app http controller đúng không? Như vậy thì chúng ta không cần phải có cái namespace nữa, bởi vì mặc định namespace của nó sẽ là app sược http sược controller sược cái gì đấy, được chưa? Mà nó ở trong này nó sẽ tự động quy định cho chúng ta cái namespace của nó mặc định là trỏ đến trong cái thư mục controller rồi. Cho nên là nếu mà sau này chúng ta có những cái controller nào thì chúng ta chỉ việc đẩy thêm cái thư mục chứa của nó ra là được. Được chưa? Thư mục chứa này, đây là thư mục auth đúng không? Thì chúng ta đẩy thư mục chứa xong sược đến cái controller mà chúng ta cần trỏ đến. Được chưa? Nhớ tôi cái này nhá. Tiếp theo này. Đây là hai cách xử lý này. Cách xử lý của root này. Bây giờ tiếp đến cái get pod. Thì như lúc nãy tôi nói là một cái method gửi lên, một cái request gửi lên nó sẽ có cái method đúng không? Request method. Thì ở đây request method dạng get thì đẩy vào trong cái này. Nếu mà request dạng post, tôi làm như thế này. Là post th. Có được không? Như này có được không? Vì sao không? Được quá đi chứ, sao lại không được? Thử nhá. Thử luôn nhá. Đây nhá. Đây à, xem này. Bây giờ tôi vẫn cứ sược thiện TH. Nó vẫn vào với something đúng không? Bây giờ tôi gửi một cái request dạng post lên trên này. Thì cho tí tôi tắt cái CFRF đi đã. Thì tôi sẽ sử dụng cái thằng postman. Cái gì nhỉ? Kernel. CFRF. Đây. Rồi. Postman này. Chúng ta có request dạng post localhost sược thiện th. Được chưa? Gửi lên. Ra post thiện th. Được chưa? Nếu chúng ta đổi sang dạng get, send lên ra something. Ai bảo các ông các bà là không được? Được quá thể luôn đấy chứ. Được chưa? Một cái URL chúng ta có thể là nhận dữ liệu dạng get, nhận dữ liệu dạng post lên thoải mái. Và cái kiểu này nó đặc thù. Nó có một cái đặc thù. Ví dụ nó xử lý cho những cái logic đặc thù. Ví dụ như kiểu là chúng ta login. Login. Được chưa? Khi mà get vào login, get đẩy vào login thì chúng ta sẽ đẩy ra một cái view gồm một cái form là username, một cái form là password, một cái button submit như này. Đúng chưa? Nhưng mà khi mà chúng ta submit cái form này lên, chẳng hạn các bạn ấy rảnh đến lúc ngồi tạo một URL mới, đúng không? Chả ai rảnh cái việc đấy cả. Người ta rất là lười, đặc biệt là trong cái việc sinh nhân tạo. Đùa chứ nghĩ ra một cái URL cũng đơn giản rồi nhá. Trong khi mà nếu một dự án nó lớn, nó có hàng trăm cái rồi, bây giờ nghĩ ra một cái không phải chuyện đùa đâu. Đấy chưa? Thì thế cho nên người ta đẩy thẳng, submit thẳng cái request từ đây này. Nó sẽ gửi cái request dạng POST lên thẳng login này luôn. Thì chúng ta lại quy định một cái root dạng POST cho cái URL login này. Thì để xử lý cái logic cho phần login. Nếu mà username password đúng thì cho vào trong. Nếu username password sai thì hiển thị lỗi ở ngoài này. Chẳng hạn vậy, trả lại cái view này và hiển thị lỗi ra ngoài. Đúng không? Đấy mới là cái logic chuẩn.
Thì ở đây ở trong cái loop này nó cho phép là cùng một cái URL, nhưng mà chỉ cần khác về cái method thì chúng ta cũng có thể xử lý riêng biệt, không vấn đề gì cả. Được chưa? Xong nhá. Tôi đã chứng minh cho các bạn ở đây rồi, tôi sử dụng cái thằng Postman. Nhưng mà nhớ cho tôi, khi lưu ý cho tôi khi mà các bạn sử dụng thằng Postman này này. Bởi vì cái Laravel nó có một cái cơ chế gọi là cơ chế CSRF token. Cho nên là các bạn, nếu mà các bạn không bỏ cái dòng này đi này, vào HTTP, nó có cái file là kernel.php này. Đoạn này nó có cái Protect Middleware Group. Thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái Verify CSRF token của các bạn. Các bạn mở ra, mở ra app HTTP kernel. Được chưa? Trong cái phần middleware group này, các bạn comment cho tôi cái verify CSRF token vào, thì chúng ta mới gửi được request từ một cái phần mềm mà không phải là một cái form do cái project của chúng ta sinh ra. Được chưa? Chứ còn không thì nếu mà tôi bỏ cái này đi phát, các bạn sẽ thấy nó chết ngay. Thì lưu ý khi mà chúng ta test, bỏ này đi phát này, tôi gửi lại đây là post tèo luôn. Được chưa? Nó không pass qua cái token mid pass qua cái token mid match exception. Được chưa? Thì để test thì chúng ta có thể là comment cái thằng này vào nhá. Dùng cái thằng Postman này đã biết dùng rồi đúng không? Đợt trước tôi dạy rồi. Tiếp theo, đấy là xong về cái cơ bản. Thì ở trong Laravel nó chấp nhận các cái method gì? Thì ở đây nó quy định 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cái cơ bản. Và một cái của nó nữa là cái any, là bất cứ cái request nào gửi lên với URL này tôi nhận hết, tôi không quan tâm đến method của nó là cái gì. Được chưa? Nhận hết. Đây là có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cái. Và cái tiếp theo là cái match, cái thứ bảy của cái match. Ở đây nó đã cung cấp cho chúng ta một cái array, thì là request dạng get và dạng post vào cái URL này thì sẽ được xử lý trong cái function này. Được chưa? Chúng ta hoàn toàn có thể ném vào đây thêm là put, post, back, delete option gì gì đấy cũng được, tùy chúng ta. Được chưa? Đó. Đây là về cái basic CSRF. Tôi vừa mới nói chúng ta bỏ cái CSRF đi như nào rồi. Còn về document của CSRF ở trong này, các bạn tự đọc nhá. Sau bây giờ có bạn nào thắc mắc về cái basic root không? Phần basic này còn cái gì thắc mắc không? Nhớ nhá, tìm cái gì thì tìm trong này. Được chưa? Chưa hết, còn một cái nữa về basic. Lúc nãy tôi vừa mới nói chúng ta là trong cái phần route, phần file root, thư mục root này của chúng ta có file API, file channel, file console đúng không? Chúng ta nhìn trong API. Nhìn không? Nó cũng quy định root y xì kệt như vậy, không khác tí nào. Nhưng mà vào cái thằng này bằng cách nào? Ở đây tôi đi, tôi copy cái thằng đây, cái thằng này. Copy thằng này vứt vào đây. Có vào được không? Truy cập được vào đây không? Được chứ. Được quá đi chứ. Thử nhá. Vẫn là thiện TH này. Get này. Đẩy lên này, nó ra something đúng không? Thế bây giờ vào cái something ở trong API, tôi gạch ngang thêm cái API này thì làm nào? Vào đây kiểu gì? Chúng ta thêm cho tôi một cái đoạn ở đây là API sược thiện TH gửi something API. Được chưa? Đó. Thử đi, cứ thử đi đã, xong rồi tôi sẽ giải thích vì sao nó ra được cái này. Có nơi conflict trong cái việc này. Và sau này các bạn tự handle cái việc tổ chức group của chúng ta ở trong project thoải mái luôn. Nó có cái file api.php, các bạn sửa đi. Được chưa?
test đi, test như bình thường. Lúc in out à? Được chưa? Còn nào thắc mắc gì không? Tiếp tục này. Tiếp tục này. Chúng ta vào trong cái app. Vào thư mục app, mở cái thư mục app ra rồi. Trong này nó có một cái thư mục tên là provider. Mở ra. Thấy chưa? Chúng ta có một cái là root service provider. Mở ra. Kéo dưới, dưới cùng ạ. Nhìn thấy cái protected function map API root không? Nhìn thấy không? Yeah. Nhìn thấy cái chữ root prefix API. Nhìn thấy không? Được chưa? Cái prefix này là quy định về cái để truy cập được. Đây các bạn để ý này, root 2.prefix API middleware API này. Cái đoạn này các bạn cứ bỏ qua đi đã nhé. Chúng ta tập trung vào cái thằng prefix và cái thằng root base path root API này. Thì các bạn cứ nhớ cho tôi nhìn như này. Cái này quy định là cứ cái URL nào mà vào cái sược API localhost xong, sược API thì nó sẽ được xử lý ở đây. File root, những cái root được quy định ở trong đằng sau cái sược API đấy sẽ được viết ở trong file chứa ở cái root sược API.php. Nó là cái file này. Được chưa? Đây chỉ mới là định nghĩa ra cái nơi xử lý thôi. Còn chưa áp dụng. Áp dụng thì chúng ta kéo lên trên. Đây này. Nó sẽ có một hàm map. Function map. Được chưa? Thì cái hàm map này các bạn nhìn thấy, map API root. Thấy không? Là sẽ áp dụng cái này vào trong đấy. Bây giờ chúng ta thử comment cái thằng này vào một phát. Thử comment vào một phát, ra ngoài này refresh phát mất luôn. Refresh. Không có ngay. Được chưa? Đó. Đây là nơi sẽ quy định ra những cái file nào sẽ xử lý những cái root ở đâu. Được chưa? Nhớ tôi cái đấy. Còn bao giờ học đến middleware, chúng ta sẽ đọc tiếp đến cái middleware cái tính sau. Tiếp tục này. Đây bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một cái kinh nghiệm khi mà chia những cái root này ra như thế nào. Đây chúng ta là tổ chức, chúng ta tổ chức cấu trúc lại các cái nơi để xử lý một cách. Thì là ở trong một trang web của chúng ta thường chia ra làm hai trang, hai phía, một phía là client và một phía là admin, đúng không? Đúng chưa? Chia ra hai bên như này. Thì thường thường những cái client ấy, bọn tôi hay để xử lý luôn ở ngoài cái file web. Để đấy xử lý luôn ở ngoài một file web.php. Xong chưa? Còn cái file admin này này, chúng tôi sẽ tạo ra một cái URL, tạo ra một cái file mới tên là admin.php. Quy định cho những cái prefix là admin, admin. Hoặc là một là biết là admin, hai là biết là dashboard. Hai là biết là dashboard sửa đến cái gì đấy ở phía sau này thì sẽ xử lý ở trong file này. Được chưa?
Ngoài ra trong một dự án hoàn toàn có thể public cho những cái API. API thường thường người ta trả một phí sau. Được chưa? Thì cái chỗ mà quy định những cái URL của API chúng tôi tách hẳn ra một cái file tên là API. Thì nó sẽ là cái file api.php group nó nằm trong này. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra cái URL cho thằng admin nhá. Thì có cái gì đâu, đắp đi chết, sửa vài cái là xong, không có cái gì đâu. Đây, chúng ta vào cái thằng này. Nhớ duplicate cả cái phần thôi thì ở đây đi. Đây. Duplicate cả cái comment lên nhá. Duplicate cả comment đi, sửa đây là admin define admin root. Rồi, cái này vẫn bảo vệ bằng CSRF token như bình thường. Thì chúng ta sửa lại thành map API admin root. Tiếp theo chúng ta sẽ có thêm một cái root 2.2.prefix. Root 2.2.prefix là admin. Middleware là web, namespace is namespace như bình thường. Và ở phía dưới base path là bằng admin.php root dược admin.php. Như này. Được chưa? Copy sửa một mấy dòng đấy mà. Nhớ là có thêm cái prefix nha. Xong chưa? Prefix. Bây giờ này, mở cái file root ra, tạo ra một cái thư mục mới, file mới tên là admin.php. Nhớ mở cái php ra. Bây giờ root 2.2.get sược. Trong này là function dd ra là welcome to admin page. Đố biết chạy chưa? Đố các bạn biết chạy chưa? Lại mưa. Chính này nó khôn đấy Linh. Hả? Sướng nhỉ? Đố biết chạy chưa? Đây còn thiếu cái gì? Còn thiếu cái gì nữa mà không chạy? Hả? Thiếu gì? Thiếu hai cái nữa mới chạy được. Đúng rồi, một cái. Dạo này bọn này biết soi rồi. Còn cái gì nữa? Map. Còn thiếu cái function này nữa. Map. Duplicate thằng này xuống. Copy cái tên ở phía dưới này lên. Tương vào đây. Đầm. Được chưa? Rồi giờ test đi. Làm nào để vào? Localhost 8000 sược admin. Welcome to admin page.
Thấy chưa? Rất nhẹ nhàng. Chả có cái vẹo gì luôn. Thấy chưa? Dựa vào những cái file cách config như này, chúng ta có thể là xây dựng cái cấu trúc quy định riêng những cái hook ở trong những cái module của chúng ta riêng nhau, chia ra thoải mái. Sau đó khác một điều nữa là Thank you.
cái gì lại không không chạy được các bạn đang bị vấn đề như này này. Đang không hiểu prefix. Nào lưu ý này. Ô là chung đây đã. Nhìn này. Lúc đây chúng ta có quy định là cứ cái URL nào là sược admin thì nó sẽ được xử lý ở trong file admin .php đúng không? Yeah. Thì rất nhiều bạn biết thế này, root 2.2.get sub admin function gì gì đấy. Này. Xong rồi truy cập vào bằng một cái URL là sub admin localhost sub admin. Này làm gì có mà chạy vào. Cái prefix, đây là cái prefix này. Nó có tìm đến cái sub admin nào đấy là nó sẽ xử lý, nó sẽ tìm. Nó sẽ tìm trong cái admin có cái chỗ nào định nghĩa ra cái URL này không. URL này, nó thực ra là nó phải nghĩ là đúng không? Sub nha. Nghĩ giống sub. Thì ở trong này chúng ta để xử lý cho cái group mặc định admin như này. Chúng ta chỉ có quy định như thế này là đủ rồi. Được chưa? Đó. Thế này là cái group của cái thằng sub admin. Sub admin path là nó sẽ vào trong chỗ nào quy định cái get sub như này là sự kiện ở trong con sub trong. Được chưa? Cái gì cần đặt tên root? Tí ạ. Chờ tí. Gì? Đặt tên. Thì mà mất link thì ở dài không? Đây này được chưa? Sau đây xem nào. Và xóa luôn cái web của tôi đi rồi là bạn cái hàng web của tôi đi rồi là bạn xóa mẹ đi luôn rồi tôi tên ạ và luôn là tôi bảo là cô xuống đi, cô đừng ở trên đi nữa, xuống đi. Khổ lắm. Đây không có prefix, này chỉ có của em thôi. Chưa? Sao?
fix thì cái chữ B này đâu ra đây? Đây này, nhớ chưa? Sai nhất là nhà là xong chưa? Tiếp tục nhá, ở đây này, ở trong cái file admin của chúng ta ấy. Trong file admin, chúng ta nếu mà muốn làm rõ thì chúng ta ở đây là, ví dụ như kiểu là add category, ví dụ như này chẳng hạn. Thì ở đây chúng ta có thể là đẩy sang là string ra là admin gạch ngang, à trỏ đến add category như này. Để chứng minh cho cái việc là cái URL đấy tôi giảng ấy, thì các bạn ở đây sược admin. Các bạn sược admin xong, xong các bạn sược tiếp add gạch ngang category nhầm y. Các bạn sẽ nhìn thấy admin sược add category. Được chưa? Cái prefix là cái này. Cái đoạn tôi bôi đen ấy là các bạn prefix. Prefix là tiền tố. Được chưa? Cần phải dịch sang tiếng Việt không? Prefix là tiền tố. Thì ở đây tiền tố của chúng ta là cái root là admin rồi. Thì bây giờ nếu mà muốn xử lý cho cái thằng admin không này này, được chưa? Thì chúng ta chỉ đặt cái root của nó là get sược như này này thôi. Được chưa? Nhá. Sau đó là vào trong như này thì các bạn bình thường làm việc như bình thường. Xong chưa? Đây là cái việc chúng ta config ra, tạo ra một cái file root mới và đặt cho nó một prefix để xử lý. Được chưa? Còn nếu chúng ta không thích đặt prefix, trong trường hợp chúng ta không thích đặt prefix thì làm giống thằng web này, duplicate thằng này lên, vẫn middleware, vẫn xử lý như bình thường, chia ra. Nhưng mà không việc gì phải làm như vậy cả, vì nếu mà các bạn làm như vậy á thì là các bạn tự tách ra cái module của các bạn thành nhiều những cái file khác nhau, phân mảnh ra, thì sau này các bạn tìm kiếm rất là khó khăn. Không việc gì phải khổ như vậy cả. Được chưa? Cho nên là chúng ta chỉ tách theo prefix mà thôi nhá. Đừng có mà nghịch ngu mà đi mà chia ví dụ như kiểu là cái URL phải tách ra thành hai, một file web 1, web 2. Đừng có mà dại. Cái gì mà sược nữa. Rồi tiếp theo nhá. Còn nào thắc mắc gì không? Bây giờ mới có cái để đến phần tiếp theo, chúng ta mới có cái để thực tập này, thực hành này. Tiếp theo đến phần root parameter. Root parameter. Đọc cho tôi đi, xem nó là cái gì, dùng nó ra làm sao, có mấy cách dùng, tác dụng của nó như thế nào.
Không chưa? Thế thằng Nam nó vừa ngồi đọc nó vừa nhai. Nó vừa nhai cái gì? Ông ấy ngồi chọc chèo. Sao rồi Nam? Hết chưa? Xong hết chưa? Rồi. Parameter là cái gì? Tham số. Tham số đâu? Tham số trên URL. Ê, làm sao để biết nó là tham số? Cái gì? Làm sao? Đây đang nói đến pháp này, làm sao để biết một cái nào là root? Hướng dẫn nào? Hướng dẫn. X, Y, Z. Sao đó? Cho thêm một tham số. Thêm một tham số kiểu gì? Mở mọc nhỏ. Mở mọc nhỏ. Mọc mọc nhỏ. Cho tham số này. W. Này à? Được không? Sự. Sự này. Cái gì vậy? Đứa nào cười biến thái. Nhà. Sự bên này à? Tôi không thích cũng được không? Tôi thích như này cũng được không? Phải không? Biết. Kết chưa? Mày not content. Em kết chưa? Không biết. Cho không biết thì kết đi. Cho cái underscore. Thì được. Đúng rồi. Kết đi link. Kết có được không? Theo như tài liệu thì chúng ta phải sửa như này. À, chưa có á. Nói. Rồi, tiếp tục nào. Kể trong link con test. Chúng ta tiếp tục. Đôi nhiều vậy. Sao sao nữa? Có cái function ở đây. Chuyển tham số kiểu gì? Cho kiểu gì? Đây à? Tập hiểu. Hả? À, đến được gì? Rồi, ok. Này đúng không? Chốt chưa? Chốt. Chốt. Không chốt tí xuống mua nước nha. Thấy chưa? Rồi, chúng ta test. Grab. Sược root parameter. Sược, cứ cho là đúng đi. Đây là A. Xong chưa? Function là A còng hiện th. DD ra cái hiện th kia đúng không? Này đúng không? À quên nhập, tôi đổi sang thành get. Đúng chưa Nam? Đáp án cuối cùng của bạn là như nào là sai, vì sao sai? Cái gì đấy? Thế này tôi hỏi là như kia có được không? Lại cho cái A vào, vì sao phải cho cái A vào? Ơ? Đọc thì phải hình dung nó như thế nào? Thử, cứ thử đi đã. Đây là cái gì nhỉ? URL là cái gì nhỉ? Rồi. Đây là link. Được đấy. Được đấy. Tôi vẫn để là thiện TH này.
nó ra chữ link này. Đấy. Link đẹp trai. Đấy. Ra đấy. Là bình thường. Là như nào? Tại sao phải nhét thằng A vào? Không có thằng A cho thằng khác vào đây. Này, biến khác, tham số khác, biến khác này. Như nào là giữ? Rồi thằng Linh, từ từ hỏi tụi nào quay thằng Linh đã. Như này có được không? Không. Thấy không? Chắc chưa? Cái gì đây? À nhầm đây. Nhầm. Không được. Thế tôi hỏi có chắc chưa mà. Thế cái nào được? Hay chỉ có mỗi cái thằng sườn này thôi? Gạch dưới. Không, sườn của em chỉ biết thằng sườn, còn lại em không biết. Gạch dưới. Đấy chưa? Nốt vào. Cứ ngồi đi mà cười. Trong tài liệu không nhắc đến, hỏi em cũng không biết. Sau rồi làm ra cũng ngồi cười. Thế mới hay. Rất thú vị. Đây là hiệu ứng đám đông. Chúng nó cười mình cũng cười mà dù mình không biết hiểu vì sao. Thế mới hay. Cứ thấy Linh đẹp trai là phải học đã. Đúng không? Được. Được chưa? Chúng ta chỉ chấp nhận hai cái ký tự đặc biệt để phân biệt root thôi, phân biệt parameter thôi. Gạch dưới và sược chéo. Được chưa? Mà thường thường nó sẽ như thế này. Hả? Không có cái gì. Xếp xuống. Rồi. Ồ. Thế tại sao lại có cái A đây không? Đây. Ra luôn. Cái này hay này. Cái này tôi không biết này. Chưa dùng bao giờ này. Thử nhá. Thế nếu mà bây giờ tôi có như thế này. Thì sao? Con zip alphabet alphabetic B. Đây là biến B. Đây là DD ra một cái string B function. Như này thì thằng nào ra? Ra B function à? À không, B ra B. Đây là A function nhá. Lại từ từ rồi. Là cái nào? Nhanh. Là cái nào? Bao nhiêu đứa bảo lỗi giơ tay? 1, 2, 3, 4, 5. Tôi giữ nguyên cái này. Tôi giữ nguyên cái này. Đây, được chưa? Linh đẹp trai. Ra cái nào? Rồi, có 4 đứa đúng không? 5 đứa chọn lỗi đúng không? Chạy nhá. Hãy cược đi. Cược đi. 5.000. Đứa nào đúng, à đứa nào sai, bọn nào sai thì mỗi đứa nộp 5.000 vào quỹ lớp, tí đi mua nước. Nào, ai chọn lỗi? Sao nhiều thế? Nốt đảo. An nốt đảo. An nốt vào luôn đi, không tí bọn nó chối ấy. Không để tôi chụp ảnh. Chụp ảnh bây giờ. Sao đây? Đây. Dơ cao lên. Thằng Hiếu có dơ không? Có. Mày thò cái mặt vào đây. Dơ cao lên à? Dơ cao hẳn tay lên thì mình nhìn rõ được mặt.
Xong chưa? Chốt chưa? Chốt. Rồi. Tôi nghe thấy có ông đấy. Những cái đứa còn lại là không dơ đúng không? Dạ. Thằng em cái đầu là sao? Có chọn đâu? Có đúng không? Rồi ok. Tôi hết tiền rồi đấy. Có 5.000 đấy mà. Đây, không ra cái gì? Không ra cái gì thì là sao? Đây, test lại cho cụ thể. Đây không phải là lỗi nhá. Đây không phải là lỗi. Đây là đã chạy. Đây đã chạy đây này. Chạy vào A function đây này. Đây thôi. Thấy chưa? Ôi đứa nào giơ tay thì nộp tiền đi. Không, chỉ 5.000 thôi. Nhân lên là đủ thôi, đủ tiền rồi. Chạy đây. Chạy đây. Rồi, tất nhiên là tiền sẽ thu. Nhưng ở đây rút ra cái điều gì? Nếu mà các bạn làm, tất nhiên cho A vào đây sẽ nhận, nhưng mà vì sao tôi không làm bao giờ? Và cũng chả ai làm cái trò này bao giờ. Đó là khi các bạn viết cái này nó rất dễ gây nhầm lẫn. Cực kỳ dễ gây nhầm lẫn luôn. Người ta không biết được là URL này nó sẽ vào cái nào. Đúng không? Cho nên là tôi không biết cái này luôn, không biết cái trò này luôn. Thật sự. Cho nên là ok, đây là một ý kiến rất là hay. Nhưng mà nếu mà chúng ta rơi vào tình huống này, chúng ta tèo luôn. Tèo chắc củ luôn. À đâu, từ từ đã. Tôi biết sai. Chỉ B này thôi, xin lỗi. Vẫn ra A function. Vẫn ra A function. Bởi vì nó map trước. Bởi vì nó map trước, map đến cái thằng này trước, parameter chứ. Chả liên quan. Tiền vẫn thu như bình thường. Không ý kiến nhiều. Giang đi thu tiền đi Giang, để tôi đọc tên nhá. Lương nào ăn nhiều hả? Ban đầu hai người. Thằng Hiếu. Nộp luôn. Thu tiền luôn. Em còn đưa tay đây như này mà. Không. Đúng không? Em đưa tiền đây phải. Ai mà mày giơ tay lên. Giơ tay khỏi bàn là mày chết rồi. Thì em. Được rồi. Cái này 5.000 tiếc gì đúng không? Làm chị luôn. Cả nhà có 2.000 đi mua này, mua quán đi đâu này. Ông đi đâu biển đấy. Ai đấy chẳng có tiền lấy xe đâu thằng. Tí về tôi cho mày. Mày lấy lại. Không. Thế ảnh kia tí lên tôi chụp cho. Tí đưa lên kia xem nào. Đưa cho xịn để làm gì? Ôi sao mặt mày nó đen tao. Hiếu này. À, bàn dưới có bạn áo cam này. Thầy gọi là tản lộc. Bạn áo cam đây là gì nhỉ? Lộc à? Rồi. Ở dưới kia có thằng Linh, thằng An này. Con tổng gì cái anh ấy không biết, thầy cũng không biết mà. Ở dưới nữa có thằng áo xanh cũng dơ này. Thằng Linh cũng dơ này. Nghe, đưa tiền đây. Ôi, nghe nhiều tiền lắm. Bạn à... Trâm này, hộ đây này. Đừng, tôi đã bảo rồi, tôi sai kinh lắm. Thằng Giang này. Anh Tuấn đây, Tuấn Anh thì đấy quên tên rồi. Nam này. Ở nhà nó đang ngáo cần rồi, may nó không dơ. Mặt đúng kiểu ngáo cần. Thôi, ra phải ăn sôi máu. Không xin máu gì vậy à? Tí nữa nghỉ, giữa giờ sẽ xem còn tô đố nữa để quyết định ra người nào là người đi mua nước. Tôi sẽ có cho tiền rồi đấy. 50.000. Rồi, tiếp tục nào. Chúng ta ăn. Ăn.
Thế dừng lúc này chứ. Thế hai thành giờ. Không. Không. Chúng nó không giờ. Rồi, tiếp tục. Rồi, tiếp tục. Quay lại đây. Chúng ta có parameter như này. Tôi sẽ bỏ cái thằng dưới đi. Parameter A. Nếu bây giờ trong trường hợp chúng ta muốn dùng nhiều parameter trong một URL. Như ngày xưa ấy. Nào, quay lại đây nào. Trong trường hợp mà ngày trước chúng ta dùng cái parameter là chúng ta có cái URL ví dụ như kiểu là XYZ hỏi chấm, đây là cái đoạn bắt đầu của parameter của chúng ta sẽ ghép bình thường của web nào chúng ta thấy đúng không? Thì chúng ta sẽ có cái, đây là ví dụ như kiểu cái A biến thẳng số A đúng không? Chúng ta sẽ có là A bằng cái giá trị nào đấy, Y là này. Sau đó nếu còn một cái tham số nữa, và chúng ta có và một và nó không có hai và b bằng z à, như này. Nếu mà còn tham số tiếp theo là chúng ta cứ và tiếp theo nó sẽ theo cú pháp là phi bằng và vali nhá. Thì chúng ta sẽ ở đây chúng ta không làm thế, nó có cơ chế cung cấp cho chúng ta là lấy multiple parameter bằng việc là chúng ta cứ chỉ sược liên tục như này. B. Đến lúc này tôi viết như này sao? Đây là A1. Đây là B1. A1 và B1. Nếu mà như thế này thì sao? Thì DD ra cái A có ra không? Chắc chắn chưa? Chắc chắn chưa? Hai bên nhập DD ra A1. Có ra không? Tôi bắt chơi chứ không chơi ra được. Có ra không? Có. Thật không? Tất nhiên là tôi không phải là người đi mua rồi. Đây, mình đẹp trai, nhà giàu. Tôi không nói ông. Vơ. Xong ra gì ta? Đình đẹp trai này. Đấy. Postman nó bị làm sao? Nhà giàu. Vẫn ra, nó trong này có vấn đề gì đấy. Không hiểu luôn. À đây đây này, ra ba đi này. Đây rồi bấm nhầm vào test. Nó vẫn ra đúng không? Bây giờ cái cộng với một cái string gạch ngang cộng với B1 như này đúng nhỉ, nó ra luôn, ra cả hai tham số đúng không? Thì cái này ấy, khi các bạn làm cái parameter như này thì nó cái biến tên biến nó không quan trọng nhá, tên biến nó không quan trọng mà nó phụ thuộc vào cái thứ tự sắp xếp của biến ở trên URL và cái biến các bạn nhận nó là cái biến nào thì cái đấy là theo thứ tự sắp xếp ở phía ngoài, được chưa? Thế bây giờ nếu mà chúng ta có cái này đô la C1 có được không? Vì sao không được? Chắc chắn chưa? Luân đúng không? Trả lời rất tự tin. Chắc nha. Rồi, test. Đây rồi. Ừ. Thì nó bảo không được mà. Nó bảo không được mà. Rồi, tiếp theo. Đúng rồi. Nếu đặt C như này nó sẽ báo lỗi ngay lập tức. Đây. Lỗi từ root. Được chưa? Ở đây nó không truyền tham số vào. Nhưng mà nếu tôi đặt như này có được không? Được không? Nhạt. Có được không?
Có được không? Được rồi. Bình thường. Bình thường vẫn được. Được chưa? Bởi vì đây là các bạn lưu ý đây, thực ra thực chất cái closure này nó vẫn chỉ là một hàm bình thường. Được chưa? Nếu chúng ta có một cái biến này gọi là biến optional. Nếu mà không có thì giá trị của nó bằng null. Hoặc là chúng ta set cho nó bằng 1 2 3 gì đấy tùy. Bằng bất kỳ giá trị nào cũng được. Và khi mà người ta gọi đến cái hàm này thì nếu mà không truyền tham số thứ ba thì nó sẽ được mặc định bằng cái giá trị này. Được chưa? Cho nên vẫn được bình thường. Nhá. Hãy lưu ý cách dùng. Được chưa? Tiếp tục. Đây là cái loại nếu mà, nhưng mà nếu mà chúng ta làm như này có được không? Tất nhiên là tôi chỉ để đây ra cái A1 thôi. Bao nhiêu người được giơ tay? 1, 2, 5 và Tuấn Anh, Nhàn, Trâm. Thế chưa? Thế chưa? Chắc chắn chưa? Nếu mà các bạn đúng, cả toàn bộ bọn còn lại phải đi mua nước. Nếu mà các bạn sai, các bạn phải đi mua nước. Không mà được á? Không tức là sao? Không tức là hủy kết quả. Đẹp. Có mấy bước chân bảo bọn con trai nó cõng, sao phải nhảy? Được. Đây đấy. Được đấy. Xếp lại nhá. A, B. Rồi A xược B. Và nhận mỗi tham số là A thôi. Thấy nhá. Nhận mỗi tham số là A thôi. Và chúng ta đề ra cái biến A. Một. Output. Đây, vẫn là Linh đẹp trai nhà giàu. Nhá. Nào. Trừ bốn đứa còn lại đi mua nước cho cả lớp. Có bao nhiêu tiền rồi? Có bao nhiêu tiền đấy rồi? Nên cái gì vậy? Cái gì vậy? Thầy to gan thật. Thua bao nhiêu rồi? Cộng không nhiều quá. Nhiều rồi. Để giết thằng này mới được. Hai hiểu rồi. Cộng lâu thế 13 đến là 65.000. Đợt trước tính sau, buổi hôm nay thôi. 65.000 có mấy chai nước mà. Không ăn gì. Giật cá đây. Góc trên 50.000. Chưa được 2 đô. Chưa 2 đô. Ông bị làm sao đấy? Ông có biết tính không? Em chưa biết đô rồi. Ông biết. Góp thêm 50.000. Rồi còn những cái đứa còn lại đứng lên đi mua nước nhé. Trừ 4 đứa ra. Thay đi. Thay nước này. Có còn đấy, có còn tiền mua nước. Mẹ chẳng đi mua nước gì đi mua? Mới chai Coca các thứ to to ăn mua thêm ít đá nữa. Không đi hết. Không. Chủ đồ. Đi đây, kéo nhau đi. Làm thành hàng đầu đi nha. Đây, ông đi ra vừa dẻo thôi. Đi rồi đi. Tôi không phải là đứa.
chất khớp ra đứng ở dưới chân cầu thang. Các bạn này, các bạn này, hai nghe biết ta không còn hạ trong lớp này. Mưa không phải đi. Cô này. Muốn chia nhau của gì chưa? Người không cần phải đấy con. Nhớ mình có mấy cái kẹo cửa.
Tối vào bạn phải nhà hai lại mát hả? Kiểu sao? Thử đến xíu nhất. Đầu ba sao? Đầu ba, bắt không? Ừ. Em nghĩ là bắt. Chưa có điểm à? Một tháng sau có. Trước mình học xong những năm này mình cũng đi thi nào? Đầu nhớ gì rồi? Đầu nhớ ba luôn. Ừ, đầu ba chết rồi.
Trả lại 10 đô thôi. 10 đô ạ? Trong 10 đô. Ai giàu lắm, ai còn giàu. Đi khắp các nước rồi, chứ khách hàng cũng đi. Thăm Việt Nam chưa mấy lần? Đứng vào vòng 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 vòng
Bây giờ tôi làm một cái phần nhóm chính liên quan đến tập hợp. Tôi làm xong cái gì là chẳng biết kìa. Nhưng mà nhạc. Bây giờ tôi còn quản lý mấy hợp. Đang có mấy con, mình làm một con kia. Tuần này xong một con. Cuối tuần này đến một sáng được xong xong rồi. Mấy con làm kia. Thế mà cái nhạc. Trả một kia là khoảng 1 triệu. 1 triệu chứng rưỡi. Thế một con. Mình không phải làm gì tháng không thể bằng một cái con người đấy là những người đấy hai con còn nhỏ á, mỗi con còn nhỏ thì chẳng thì làm quân là sao cái kiểu là đẩy được tính thêm con tôi làm thì con nhưng mà con làm thì con vẫn chẳng nếu như con không có kiểu không có con thì con không liên quan gì còn gì nữa em quay không đúng mà lấy chắc không bằng ngày như vậy cũng bằng Số 1,
mày không có thai thì nó cái gì vậy? Lúc nào cần tiền công việc là nước ra nước qua nó không nhỉ? Không phải như là công việc hay là bò? Như là tôi phải vào ngành ngành công nghiệp không biết. Đi về bà ba phương gì? Nó còn được nói. Nó ngồi làm bộ em hiểu. Kiểu mình không ăn muốn gì cả nữa. Rồi, ngồi đây, ngồi đây. Rồi, ok, cảm ơn bạn. Ai đâu? Ở gần tớ rót cho tớ rót cho anh. Không xin. Không xin. Xin đây. À, em muốn thấy. Đúng rồi. Để cho đi luôn rồi, em có thể muốn à? Uống ít thôi, ăn kẹo. Thế. Thường thì người ta dùng section nào? Thường người ta lưu lượng truy cập vào DB luôn. Có nghe em bao lượng truy cập cao thế nào? Đang online ạ. Có ngày trước tớ làm mấy công ty có ngày trước tớ làm chả nhớ để tí nữa là trước em có làm cái về thống kê truy cập ấy nhưng mà em cho dữ liệu fake rồi kiểu mới đầu là sale ấy kiểu như số lượng truy cập càng nhiều thì người ta hồi cái này của mình nổi tiếng thế tôi thì cho dữ liệu fake này hôm nào hôm nào bắt đầu đi uống nước ở những trang biển nhá. Ở gần đây có cái trang nắng quá lắm. Thôi chính thức đi học nhỉ. Chúng mày đi được. Mày đi theo. Nó đang ở nhà. Cô rồi. 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 Cô cái gì đấy? Bảo cái gì? Mày không đi ăn cua rồi. Bởi vì tôi đi ăn. Tiền tắc. Phải lớn rồi ăn cua gì. Phải nhà ăn ghẹ suốt ăn cua rồi. Cua. Ăn ghẹ chứ hơn cua. Đây người ta gọi là bim bim ghẹ. Em không biết. Cua ghẹ không ra. Thôi. Bim ghẹ rồi. Cua lập ạ. Em ơi cua lập không. Cua lập ạ. Đây tận ra. Tận kỉ mà. Cua cơ đồ không? Đi. Cua phí là để chăn. Đi đâu? Tôi bảo nó muốn để dành cho nó lăng về. Đừng cơ, nó hết cả chai rồi đấy. Tôi bảo nó dành cho xin cái làm. Tôi khỏi nghe. Tôi khỏi nghe. Đấy là uống ít thôi, nhưng ăn như bị háo nước. Để tôi xem là... Ê, nghìn một nghìn đưa đi một nghìn đấy. Lúc đấy vừa xin một nghìn mà tớ không có tiền lẻ đâu, tớ chỉ có tiền trắng thôi. Đây, tiền nào mà cái này chưa thật. Buổi của tớ là 500 thôi. Ai bảo, 200 hả? Thôi, tớ 500 con, còn lại phải tớ 500 con. À, đấy á. Ừ, sau anh đánh làm. Cái công tiêu thì cứ để thôi, mà trả cho mấy cái đi làm 500 đấy. 500 á? Đây trong túi đây còn một 2.000. Nếu một cái sao ạ? Còn một 2.000. Xe về đây không? Xe 3.000 nữa. Thế là 2.000 không? 3.000. Người ta còn đi 2.000 mà. Sao người ta lại ấy tắt của mình nhỉ? Tại ông đưa người ta. Tao đi xe 2.000 đấy. Tin người vào là. Tin người vào là tôi đưa cái 2.000 vào. Chỉnh rồi,
nàng béo phải ăn thang mình mới. Thì thế béo men nhiều. Mang lao mày này. Như kiểu là khoảng cách của anh với em nữa. Em chỉ biết đây thì anh phải làm. Quá anh hành suốt rồi, anh nhìn nữa. Suốt ngày anh hành rồi. Rồi sao? Có lỗi gì? Customer đúng không? Chứ không phải để vào đây là customer. Làm gì có thư mục đó, thư mục PDF. Chấm cái bấm ấy. Chấm là phải ở trong này. New một cái thư mục có directory. Đây này đúng không? PDF này đây là cái thư mục chọn để file view. Đâu? Đây đúng không? Hay cái nào? Bây giờ cái gì? Đây đấy. Nhà quê này. Đây đây. So. Trong này nó có rồi thì đưa người chạy đâu nữa. Sau đó là gì? Get to the app. Nhà quê này. Anh đến đấy.
còn phân dữ liệu đó. Chị em không hiểu từ đầu, em hiểu trong đấy là cái lập của em dưới. Quá thất vọng luôn. Xong chưa? Nhậu xong chưa? Chưa xong à? Nốt đi. Xong rồi. Giờ đây chơi ăn. Bình tĩnh. Nó ăn xong rồi mà nó uống. Thế nào học đi. Vừa ăn vừa học nữa. Tiếp tục nhá. Thôi vừa ăn vừa học đi. Nó thoải mái. Rồi chúng ta lưu ý cho tôi này. Như thế này. Lừa chúng ta để chúng ta đi mua nước thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta như thế này thì sẽ tèo. Có nghĩa là nó chỉ có một chiều thôi. Này có chết không? Chết theo kiểu gì? Không có cái gì. Không có hai cái URL. Là như nào? Với cái URL này có chết không? Chết. Nhưng mà với cái URL này có chết không? Chết không? Vậy vừa mới test xong. Có chết hay không? Chết. Lại chết không chết rồi. Thằng Luân nãy đúng trong trường hợp này này. Vẫn chết như bình thường. Nãy thằng Luân vừa mới cảm quả quyết cái này không chết xong. À cái này chết xong bây giờ lại không chết. Tôi chả hiểu ông như nào luôn. Đây, chúng ta lưu ý nhá. Trong một URL của chúng ta, nếu chỉ có một tham số, nếu chỉ có một tham số nhá, thì chúng ta không bao giờ được chứa thêm cái sược như này nữa. Nó sẽ không biết được cái URL nào quy định cho một cái đây là row của chúng ta, row parameter sược tham số thứ nhất, tiếp theo là sược đến tham số thứ hai. Chúng ta không có cái chỗ nào quy định. Cho nên nó sẽ tèo ngay. Được. Còn cái này. Còn nếu mà chúng ta match lại cái một cái parameter thôi. Nhưng mà chúng ta vẫn cố tình chạy và ở trong cái function cái closer của chúng ta nhận hai tham số mà cái URL của chúng ta không quy định hai tham số thì nó cũng chết. Được chưa? Đấy là cái những cái config, những cái quy định của cái thằng require parameter. Require là yêu cầu parameter phải có thì mới chạy vào đây. Được chưa? Đấy là cái thứ nhất, để chạy được thì chúng ta phải cái số lượng tham số ở đây. Nếu tham số không phải là optional thì số lượng tham số ở trong hàm phải bằng với số lượng tham số ở URL. Đặt cùng tên thì không quan trọng. Nhá, nhớ tôi. Tiếp theo chúng ta chuyển sang về cái optional parameter. Optional parameter là cái thuộc loại là có tham số cũng nhận mà không có tham số cũng nhận. Có thì lấy giá trị, còn không có thì bằng một cái giá trị nào đấy mặc định của chúng ta đặt ra. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có thêm, tôi định nghĩa thêm một cái round nữa. Round là cái này là optional parameter biến A, thêm một cái dấu hỏi chấm ở phía sau nữa. Được chưa? Thì đây cứ cái parameter nào có dấu hỏi chấm thì nó là dạng optional parameter, và vị trí của nó các bạn phải thêm cho tôi một cái dấu bằng, một cái giá trị nào đấy mặc định, ví dụ như kiểu là hiện th như này. Và đây chúng ta dd ra a1 nhá. Gần giống như thằng trên, nó chỉ khác mỗi cái bằng giá trị mặc định và cái tham số, đúng không? Thì ở đây chúng ta tiến hành test optional parameter link đẹp trai, ra link đẹp trai. Bây giờ nếu chúng ta bỏ cái link đẹp trai này đi, sẽ ra thêm th. Được chưa? Đấy là cái khái niệm về optional nhá. Trong một URL chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được lẫn lộn giữa optional và required parameter. Được chưa? Và hãy nhớ tôi, tất nhiên là chúng ta khi mà sử dụng lẫn lộn ấy, ví dụ đây là B1 chẳng hạn, B
Được chưa? Như này. Nhưng mà hãy lưu ý cho tôi là cái optional, cái parameter nào là optional ấy, chúng ta nên để cuối. Nên để cái ở vị trí cuối cùng. Nhá. Bởi vì người ta thường thường là sẽ sắp xếp là theo những cái mà có giá trị lên trước, chứ không ai sắp xếp những cái có thể có giá trị lên trước được. Được chưa? Những cái chắc chắn người ta sẽ đưa lên trước, còn những cái nào không chắc chắn người ta để sau. Được chưa? Đây là hai cái cần lưu ý. Regular expression. Cái này thằng nào làm regex quen thì sẽ rất là giỏi cái này. Tôi không phải là cái thằng đấy. Được chưa? Đây. Thì cái đây là các cái parameter của chúng ta đúng không? Parameter này, đây là dạng gì? Parameter này là dạng gì? Đồng. Require parameter bạn đây là đồng đúng không? Hay là nó? Đây đồng thằng này đăng. Rồi đồng đăng. Còn thằng này đài. Rồi. Nào đồng. Require parameter là gì? Bắt buộc đúng không? Rồi, bắt buộc. Tiếp theo này. Chúng ta để ý, chúng ta có một thêm một cái trỏ đến where nữa. Được chưa? Là với cái tham số là name sẽ chỉ nhận cái này là cái gì? Ký tự. Cái dấu cộng là cái gì? Một hoặc nhiều. Đúng rồi. Chỉ nhận các ký tự từ A đến Z, không nhận số, không nhận ký tự đặc biệt. Được chưa? Và có thể có nhiều ký tự. Được chưa nhỉ? Đấy là cho cái biến name này. Tiếp theo với cái ID này thì là chỉ nhận số, không nhận chữ, không nhận ký tự đặc biệt. Được chưa nhỉ? Đó, trong trường hợp chúng ta có nhiều parameter thì chúng ta có thể quy định where ở trong này nó là một cái array. Được chưa? Array và ID chỉ nhận số, name chỉ nhận chữ. Được chưa? Thế nếu mà tôi viết như thế này, liệu các bạn bảo nó có chạy không? Được chưa? Tôi sẽ dd ra cái biến name. Nhưng mà đây là user surname đúng không? User surname. Chắc không? Chắc chắn chưa? Được chưa? Nó sẽ không chạy đâu. Nên là cái thằng Laravel của chúng ta nó đã quy định hết rồi. Nó đã bắt hết những cái lỗi này rồi. Thì chúng ta hãy tận dụng những cái mà nó đã có sẵn. Được chưa? Chỉ thêm mỗi cái là where phía sau thôi này. Nhá. Lưu ý. Đây là cái regular expression. Đây chúng ta có thêm cái global constraint. Global là gì? Cái gì cơ hội? Cục bộ. Toàn cục. Global là toàn cầu đúng không? Ở trong project của chúng ta thì dịch sẽ là toàn cục. Nhá. Thì là A sẽ áp dụng cho toàn bộ project. Những cái biến nào tên là ID thì sẽ chỉ nhận số. Thì ở đây chúng ta quy định ở đây. Và chúng ta có cái root service provider trong hàm boot. Được chưa? Thì là cứ cái, nếu mà chúng ta để root pattern, root 2.2.pattern ID 0 đến 9 cộng như này, thì là tất cả các tham số ở trên URL có tên là ID thì sẽ bắt buộc phải truyền vào đây là số, không nhận chữ. Được chưa? Nhưng mà thường thường mọi người không đặt này. Hiếm. Không đặt những cái gì liên quan đến global. Rất ít khi. Rồi. Tiếp theo là name root. Cái thứ này là cái thứ rất là quan trọng. Quan trọng ở chỗ này. Bây giờ ví dụ như kiểu là cái này tôi sẽ đặt tên cho nó là homepage. Name cho nó là homepage. Được chưa? Ở đây chúng tôi nhận là root parameter biến A sau khi xử lý XYZ process X đến Z, từ A đến Z đi. Xong. Tức là ở trong này của tôi có rất là nhiều dòng code. Sau khi tôi thực hiện xong, tôi lại tiến hành redirect về một cái chỗ nào đấy. Đúng không? Thì chúng ta có cái
cái nhớ nhớ luôn cho tôi cái việc redirect này, return redirect về một cái root là homepage. Đây. Thấy chưa? Như bình thường nếu mà các bạn như đợt trước chúng ta làm ấy, chúng ta làm hồi còn nông dân cái project MVC á, đúng không? Nhớ không? Để redirect về chúng ta phải sử dụng hàm header. Header xong rồi location 2.v một cái hàm nào đấy, một cái file PP nào đấy đúng không? Thì chúng ta để nhớ được cái file PP đấy nó đã khổ. Xong rồi còn chưa tính đến cái việc là nhỡ sau này nó đổi tên thì há mồm. Đúng không? Đổi tên một cái thì há mồm ngay. Thì bây giờ chúng ta thay việc là redirect như này. Sược như này. Thì chúng ta có sẵn luôn cái hàm là hàm root. Đẩy về homepage là redirect, thay đổi URL của chúng ta về trang homepage. Thì nó sẽ tự động đẩy về URL này. Chúng ta test nhá. Redirect chọn homepage. Đúng rồi. Redirect root. Không cần, để luôn root vào trong này. Đúng rồi, đây là cái name của root này. Còn trỏ đến thì không cần. Tùy người dùng thôi, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng rất là nhiều cách. Như này cũng được này. Như này cũng được. Được chưa? Còn tôi hay dùng như này cho nó nhạy. Tôi lười biết rồi. Nên là tôi đẩy vào trong. Thì chúng ta có thể test. Đây là cái root parameter A đúng không? Root gạch ngang parameter. Đẩy về homepage. Được chưa? Bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể dd cho tôi. Dd ra cái root string là homepage. Nhập bách lại. Nó sẽ tự động nó hiểu là đưa về localhost sược. Bây giờ tôi đặt tên cho thằng này. Name cho nó là root parameter. Thì tôi về homepage, ở homepage này tôi hoàn toàn có thể dd ra cái root. Root parameter. Xong. Chúng ta về homepage. Nó sẽ ra đúng cái đường dẫn đến cái kia luôn. Localhost. À cái này chưa định nghĩa sao? Xong ra nhỉ? Xếp xuống. Missing required parameter for root. À đây. Ok rồi. Đây tôi sẽ tạm thời bỏ cái này đi. Chút nữa chúng ta sẽ giải thích vì sao nó chết. Đây ra luôn. Localhost root parameter đúng không? Bây giờ trỏ thẳng sang cái đường dẫn của thằng này. Trỏ thẳng sang cái đường dẫn của cái thằng này. Localhost 2.8000 sửa cái thằng này luôn. Bây giờ chúng ta thay đổi cái này là thiện th vào đây. Thêm bất kỳ cái gì ra ngoài refresh. Nó tự động bắt theo. Được chưa? Cái này có rất là có lợi khi mà chúng ta làm cái điều gì. Một là redirect ở đây. Hai là trỏ về cái action nằm trong view của form. Đúng không? Như chúng ta sẽ có một cái form. Trong list view chúng ta có một cái form. Thẻ form chúng ta sẽ có cái action bằng một cái string nào đấy đúng không? Nếu mà chúng ta như bình thường là chúng ta phải sược abc.pp gì đấy. Đúng nhỉ? Mà cái việc này chúng ta làm thì thường nó rất là dở hơi. Sau này thì nó đổi cái đường dẫn phát chúng ta đứt luôn. Đúng không? Thì ở đây thay vào cái việc viết code tĩnh như này thì chúng ta, cái code là quick ấy, đấy còn gọi là hard code. Được chưa? Những cái code mà có thể sinh động được ra theo những cái mà người ta thay đổi cấu trúc hay là thay đổi về cái URL thì đấy gọi là không phải tôi không biết gọi cái đấy là cái gì luôn. Thì chúng ta sẽ là như này, root đóng ở ngoặc, cái name của root đây đây, cái này là xong. Thì như này chúng ta không cần phải biết cái đường dẫn của cái thằng round và root mà chúng ta gửi đi là cái nào, chúng ta chỉ cần biết tên của nó thôi, đẩy cái phát là xong. Sau này cái thằng kia nó có đổi cái đường dẫn URL đi thì chúng ta không phải lo, bởi vì ở đây chúng ta đã biết động rồi. Cho nên là không phải người ta có thay đổi cái nào chúng ta cũng đẩy được. Được chưa? Đấy là hai trong rất là nhiều những cái hay ho của chúng ta. Được chưa nhỉ? Ngoài ra cái hàm group này, như các bạn nhìn thấy ở đây nó in thẳng cái đường dẫn đúng không? In thẳng cái đường dẫn nó còn hỗ trợ trong cái dương như kiểu là cái A có hát red bằng cái gì đấy thì giống B cái thằng này xuống. Được chưa? Ahref đưa đến đâu nó xịt động ra luôn, chứ không cần phải biết là localhost cái gì sửa sau này đổi phát là chết.
Được chưa? Đấy là cái hàm mà cái đây là chúng ta áp dụng giữa việc là đặt tên cho một cái URL. Naming, root naming, được chưa? Và sử dụng nó thì chúng ta nhớ tôi cái hàm root này. Hàm root này là thuộc dạng là hàm global, hàm helper. Chúng ta dùng nó ở đâu cũng được. Được chưa? Nhớ tôi cái hàm này. Hàm root. Còn mấy nữa học đến phần helper thì tôi sẽ chỉ chúng ta còn ở trong Laravel còn 1 tỷ những cái hàm helper khác cực kỳ nhiều. Và chúng ta cũng có thể tự viết ra những cái hàm helper đấy. Được chưa? Xong, còn bây giờ tôi sẽ giải thích cái xong đi nhỉ? Hiểu cái này chưa? Còn ai thắc mắc gì không? Giang có thắc mắc gì không? Rồi, tiếp theo sang cái phần mà lúc nãy. Lúc nãy vì sao chúng ta để cái ví dụ sược biến A ở đây nè mà nó bị chết. Được chưa? Đây là một hàm có tham số, đúng không? Thế bây giờ nếu vì sao tôi để ra như này chết? Bởi vì nó không thể sinh ra được một cái URL mà trong cái URL đấy nó lại yêu cầu có tham số mà ở đây tôi không có tham số. Thì như vậy là sai rồi, đúng không? Nó không tìm thấy được. Thì bây giờ làm sao để chúng ta nhét được cái hàm số vào trong URL nó mới sinh ra? Thì chúng ta ở đây vẫn dùng hàm root này, vẫn dùng hàm root. Chúng ta phẩy thôi một cái ở đây là một cái array. Bây giờ đã hiểu làm gì rồi đúng không? Đây là biến A đúng không? Biến này ở này là biến A đúng không? Thì chúng ta có cái key là A, value là ví dụ như kiểu là 1, 2, 3, 4, 5, 6 xếp xuống. Được chưa? Giờ chúng ta ra ngoài cho nó refresh. Được chưa? Ở đây nếu mà chúng ta đặt cho nó thêm một cái parameter nữa là name, thì ở đây chúng ta chỉ việc thêm một cái key và một cái value. Đây là name bằng T3H chẳng hạn. Được chưa? Kể cả chúng ta có đảo lộn cái vị trí này, có đảo lộn hai cái thằng này với nhau thì nó vẫn ra đúng thứ tự, mà nó cũng chả quan tâm đến thứ tự cơ. Ờ, biết nhầm. Đây, được chưa? Nó vẫn ra đúng thứ tự. Được chưa? Thì đây là cách sinh ra những cái URL với tham số. Chúng ta nhớ cho tôi cái này. Được chưa nhỉ? Tất nhiên sau này khi mà chúng ta thực hành nhiều thì cái phần này nó sẽ là dữ liệu động này. Còn cái key này là dữ liệu, cái key này là fix rồi. Fix dựa theo những cái URL nó quy định. Còn cái phần data này là phần data động này. Thay đổi được. Được chưa? Lưu ý cho tôi. Tiếp theo là sang cái gì nào? Vẫn còn nhiều lắm nhé. Đây, redirect trở đến root profile. Được chưa nhỉ? Phần này nó đã có hết ở trong tài liệu rồi. Chỉ cần chúng ta nhớ nó có. Lưu ý cho tôi, đọc tài liệu là cái gì? Đọc tài liệu là nhớ nó có những cái gì, còn cách dùng chúng ta tìm sau. Được chưa? Ví dụ như tôi cái thời gian đầu tôi học cái thằng Laravel này, là tôi chỉ biết là cái thằng này nó có thể sinh động được cái root, có thể truyền biến được vào cái việc sinh động đấy. Xong rồi sau này tôi đến lúc nào tôi cần dùng thì tôi biết cái keyword, tôi quay lại tôi tìm và tôi copy tôi pẹt ra, chứ tôi cũng không nhớ cụ thể đâu. Được chưa? Học tài liệu là chỉ cần biết nó có thể làm những cái việc gì thôi, chứ không phải là học thuộc hết, học thế nào được hết bằng này chắc là học đến chết luôn. Được chưa? Nhớ tôi nhá. Tiếp theo là root group. Cái thằng này thì cực kỳ quan trọng luôn. Root group đó là cái gì? Trong một trang của chúng ta, trong một trang web của chúng ta, chúng ta nhiều khi chúng ta thường xuyên nhóm, gọi là nhóm rất là nhiều những cái group vào một chỗ để chúng ta áp dụng những cái quy định chung của chúng nó. Ví dụ như là hàm mà S category chẳng hạn, tức là cái chỗ này cứ vào URL này tôi sẽ tiến hành bắt đầu cái việc tạo ra tạo mới một danh mục, đúng không? Rồi hàm remove một category thì là tôi vào đây là chắc chắn là sẽ có một thằng category bay, đúng không? Thì những cái hàm này nó thay đổi đến data nó cực kỳ quan trọng và không phải ai cũng vào được đây, đúng không? Như vậy thì chúng ta cần phải nhóm nó vào, cần phải nhóm nó vào trong một cái nhóm, sau đó áp dụng một cái quy luật, một cái gọi là một cái filter chung hay gọi là một cái middleware chung để áp dụng những cái thằng này. Chứ chẳng nhẽ mỗi thằng này chúng ta đều trỏ đến middleware thừa thôi, không làm việc đấy, đúng
đúng không? Thì chúng ta phải nhóm chúng ta vào. Nhóm bằng cách nào? Ở đây chúng ta có cái đồ tài. Đây cái cách này chưa? Đâu nhỉ? Root group. Root group ngay trên đầu mà. Đây root group. Không. Đây là root group. À đây, nó có root. Chúng ta sẽ có cú pháp vào root. Hai chấm group. Và tham số đầu tiên nó có thể là một cái array. Thấy chưa? Tham số thứ hai là một cái closer. Có một mặt như bình thường. Chấm phẩy. Sau đó ở trong này các bạn có thể tạo ra các cái root hai chấm hai chấm get pod put back delete như bình thường, đặt tên như bình thường, không vấn đề gì cả. Thì cái array này có thể bao gồm những cái thứ gì? Có thể là bao gồm prefix. Giống như lúc nãy chúng ta sửa ở trong cái file root service provider đúng không? Thì chúng ta có thể đặt prefix cho một cái group ở đây. Chúng ta có thể áp dụng một cái middleware cho một cái nhóm URL ở trong này. Không vấn đề gì cả. Thì chúng ta sẽ có những cái là prefix. Thì là trong này đây là array đúng không? Đã là cái gì đã là array thì chúng ta sẽ có dạng là key trỏ đến value. Đúng không? Key trỏ đến value. Thì cái key ở đây, ví dụ muốn toàn bộ những cái group nằm trong này bắt buộc phải có sườn admin. Thì chúng ta biết ở đây là cái key này sẽ mang giá trị là prefix. Giá trị sẽ là admin. Được chưa? Tất cả những cái group ở đây bắt buộc là phải đăng nhập rồi thì mới vào được. Còn không thì phải để trong login. Thì cái prefix, cái key này của chúng ta sẽ là middleware. Value sẽ là hot. AUTH. Đây là lọc trên HTTP. Không, lọc cái session. Được chưa? Đây là cái middleware nó giống như cái filter của cái fail. Là tất cả những thằng vào để vào trong này phải qua được cái màn lọc của nó đã, xong rồi vào trong. Thì cái này chúng ta sẽ học sau. Được chưa? Thì đây là nhóm, cái việc chúng ta tôi muốn nói là chúng ta nhóm một cái tập hợp những cái group vào trong cùng một nhóm. Nhưng mà đã vào nhóm rồi, ví dụ như trong cả lớp này chúng ta đang là một nhóm này. Được chưa? Thì ở trong một lớp này chúng ta cũng có quy định chung. Ví dụ trong cùng một tổ chức là chúng đang trong tế bào hạt. Đúng không? Ví dụ chúng ta có những cái điều kiện chung, đang dùng đèn, đang dùng điều hòa. Được chưa? Thì là có những cái phần chung mà cả toàn bộ khá là nhiều những cái URL ở trong này đều được áp dụng thì chúng ta phải nhóm vào với nhau. Được chưa? Hay cụ thể hơn là ở các bạn có thể mở cái root service provider ra này, các bạn sẽ nhìn thấy cả tất cả những cái thằng này đều có một cái chung. Đó là ví dụ những cái thằng mà liên quan đến admin thì sẽ có namespace chung, có middleware chung, có prefix chung, là phải có cái admin sửa xong rồi mới đến cái phần của nó. Đúng không? Ví dụ được chưa nhỉ? Đấy là cái group. Bây giờ đến phần demo nhá. Ví dụ như sau này, ở trong admin. Trong admin là tôi mở cái file admin.php này ra. Tôi sẽ thực hành luôn là tôi có một cái root 2.2.group. Đây là một cái array phải function. Được chưa? Ví dụ tôi muốn những cái thằng này, cái trong cái nhóm này của tôi muốn quản lý về danh mục chẳng hạn. Thì tôi muốn nó một cái tiền tố, đó là category. Thì tôi sẽ đặt cho nó cái prefix trỏ đến bằng categories. Được chưa? Trong này function tôi vẫn cứ phải là root 2.2.get. Tôi chỉ đơn giản là sược create thôi, không để create được. Function tôi xử lý luôn ở đây. Đây tôi sẽ dd ra là create category. Tiếp theo tôi duplicate thằng này lên, có một cái root là save, ví dụ tôi để save như này chẳng hạn, đây là save category. Đâu cd à, ok, cứ xem nó nhá, xong tôi sẽ để thời gian cho các bạn code. Được chưa? Thế bây giờ để truy cập được vào hai cái thằng của nợ này thì chúng ta đang phải thông qua hai cái prefix.
prefix để vào file admin là admin sửa, đúng không? Xong prefix để vào trong cái nhóm này thì phải là admin sửa category sửa create hoặc là save, đúng không? Thì chúng ta sẽ truy cập nó vào như sau. Admin rồi thì phải category, rồi thì đến create, như thế này thì mới được. Được chưa? Và tiếp theo là thằng gì? Save. Được chưa? Sau đó nếu mà trong trường hợp tôi muốn làm cái việc tương tự với những cái bài viết ở trong cái blog của tôi thì tôi chỉ việc duplicate thằng này ra. Duplicate thằng này ra. Sửa lại cái thằng này thành là post. Được chưa? Đây tôi sửa thằng này thành create post. Thì tôi phải sửa đây thành post. Được chưa nhỉ? Thì nó đây là những cái thằng này phải chịu một cái quy định chung của toàn nhóm. Quy định ở đây của chúng ta áp dụng là prefix, là cái tiền tố của nó bắt buộc phải có category sửa. Được chưa? Ví dụ prefix à, cái quy định về cái middleware thì chúng ta chỉ đơn giản thêm vào đây là cái middleware. Middleware, ở đây tôi muốn là tất cả những cái thằng này để vào được thì cần phải có middleware là auth, tức là phải đăng nhập vào thì mới được vào. Đây, refresh fast. Invalid root login not defined. Là cứ có cái middleware này thì là nếu ông chưa đăng nhập thì tôi cứ đẩy ông về cái root nào tên là login. Thì nếu mà thích chúng ta có thể tạo ra một cái root login ở ngoài này. Login. À nhầm, root get. Quen tay. Login function. Đây là DD ra là login page. Xếp xuống, được chưa? Xem lại. Ủa? À quên, chưa đặt tên. Name không? Name login. Được chưa? Nó tự động đẩy về login. Mặc dù vẫn là cái màn hình này, vẫn là URL này, nhưng ông phải login xong thì ông mới làm được gì tiếp thì ông làm. Được chưa nhỉ? Đó, đấy là cái middleware. Được chưa? Ba cái root, group. Nhớ là cái gì mà chúng ta, những cái tập hợp mà chúng ta cần áp dụng một cái quy tắc chung. Chúng ta nhóm nó vào. Được chưa nhỉ? Đấy, các bạn có thể cô loại, hoặc là tôi đẩy lên trên Git nhá. Các bạn có thể vào trong cái file root admin này để xem. Ừ, tốt quá. Làm theo group chúng ta làm rất dễ. Thì đây, chúng ta có blog này. Vào group này. Trên này nó đang có file admin. Giờ vào cái GitHub lúc nãy ấy, chúng ta lấy những cái code tôi viết chúng ta có thể copy về nếu mà làm không kịp. Nên làm theo kiểu bên dưới. Bởi vì nếu mà code phân mảnh quá sau này rất khó tìm, nó rất khó handle. Cho nên là tốt nhất là nhóm. Thế nếu mà trong cái group đấy thì các cái group con thì có thể chia sẻ dữ liệu trong cái khi mà tưởng tượng phát chia nhạc nó. Nói chung là khi mình muốn vào thế thì phải thông qua cái group 4 thì truy cập đấy, thì phải thông qua cái prefix của cái group chat. Đúng rồi, nếu đặt prefix bài trên Facebook đấy nhá. Tôi sẽ chỉ gửi link GitHub rồi. Thì các bạn có thể vào đấy để clone nó về, copy về hoặc là làm cái gì làm. Bởi vì các bạn có làm cái gì thì cũng không ảnh hưởng đến code của tôi. Thích làm gì làm. Chị nhỉ?
Còn là thắc mắc gì không về cái group này không? Group này là rất là dễ, nhưng mà rất là nhanh quên đấy nhá. Nếu mà chúng ta không làm mà quên chắc luôn, tôi thề với các bạn. Nếu chúng ta không làm quen thì chúng ta quên chắc luôn. Nên là về thực hành chút nhá. Bây giờ tôi có một cái bài tập nhỏ nhỏ các bạn. Quay trở về cái ngày bắt đầu của chúng ta. Đó là một cái group làm đề bài yêu cầu là tạo một group, tạo một cái URL lấy 3 tham số và tìm cho tôi, tìm số lớn nhất. Đây là đề bài. Làm luôn. Làm thế nào là đừng để ngứa tay cái liền chữ ở đấy nó vẫn ra, đấy là có vấn đề. Có đọc một chữ không chăng? Đọc đâu? Đọc này khả năng đọc tăng lên rồi đấy. Dạ. Làm ra. Thuật toán rất yếu. Khuyên thật là chúng ta nên bỏ thời gian một chút đầu tư về thuật toán. Đấy. Các bạn học tốt thuật toán thì sẽ có rất là nhiều cái lợi thế trong việc các bạn đi làm.
Làm lâu thế nhỉ? Đến nào xong chưa? Ăn xong chưa? Check số chưa? Check chữ chưa? Rồi. Một người, còn ai xong nữa nào? Đồng đúng không? Rồi. Còn ai nữa? Nam xong chưa? Xong nay lại yếu sinh lý thế. Mọi ngày xong nhanh lắm cơ mà. Hiếu đấy làm gì mà bận lâu ấy? Rồi, ra nào. Tôi quăng mấy cái này đi nhá. Ok. Thế nên tôi còn một commit nên là mất bài đấy. Nhưng mà commit chưa? Commit rồi. Nên tôi giờ tôi xóa đi mà tôi lại commit lên, phát nữa là mất hết đấy nhá. Ồ, tôi để lại đây cho các bạn. Tôi comment vào. Mean. Rồi. Úp, ai chồng. Ghép. Maximum. Nhận 3 tham số. A, B, C. Function. Ngoài chấm A bằng 0, B bằng 0 và C bằng 0. Cho nó cái que đúng không? Hả? Que đây là một cái array. Enter xuống cho nó dễ nhìn. A bằng một cái string ở trong này là 0 gạch ngang 9 cộng đúng không? Duplicate lên. B
C. Được chưa? Sau đó ở trong này chúng ta cứ DD ra A, đô la A đi để test xem cái URL của chúng ta đúng không đã. Sau đó tính tiếp. Được chưa? Ở đây chúng ta sẽ có là maximum. Là 1. Được chưa? Xong. Ra giá trị rồi. Thì bây giờ với đến lượt chúng ta sẽ tính tổng. Chúng ta sẽ có một cái biến max bằng, nếu mà A lớn hơn hoặc bằng B thì max bằng A, còn nếu không thì bằng B. Tiếp theo, max bằng, ví dụ như kiểu là bằng đô la max lớn hơn hoặc bằng C thì max bằng max, còn nếu không thì sẽ bằng C. Và DD ra số lớn nhất là chấm với cái biến max. Xong. À nhầm, bên này chứ. Quên. Số lớn nhất là 1. 2. Số lớn nhất là 2. 4. Số lớn nhất là 4. Trừ 3 là trừ 2. Ôi giời ơi, lỗi rồi. 0 đến 9. Cộng ấy. Sao không cho số âm ta? Thế muốn cho số âm mà làm nào? What the fuck? Oh, wow. Regular expression file. Số âm là gì nhỉ? Positive à? Negative. Number. Ai gọi gọi lắm thế? Bán hàng rong. Bà bán rong được không? Châu. Phan Anh Châu. Kim Đa. Mấy ông bán hàng rong sợ. Được rồi. Tạm thời là số dương đi. Thế tôi tìm số âm xong, bạn quay qua. Thế ra đây là cái đáp án. Thứ nhất là chúng ta sử dụng cái regular expression parameter để áp đặt cái root của chúng ta. Được chưa? Sau đó nhận 3 tham số A, B, C là optional tất. Nếu mà không có thì bằng 0. Được chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng một cái thuật toán nào đấy để tìm ra số lớn nhất. Đấy tùy các bạn. Đây là cái đáp án. Được chưa? Đẩy lên nhá. Rồi lên rồi các bạn mở cái file web.php ra để lấy đáp án nhé. Ôi sợ. Bởi giải thuật nó liên quan đến nhiều thứ. Giải thuật nó liên quan đến cả xác suất thống kê này, rồi liên quan đến cả toán rời rạc. Rồi thì liên quan đến cả mấy cái giải tích ấy. Nó có phải giải cả cái đấy. Ví dụ thằng nào giỏi giải thuật thì sau này làm deep learning dễ. Làm deep bắt đầu vào deep learning dễ cực. Đấy bạn giỏi giải thuật. Chứ toàn cũng là ai đi. Đi chứ nhỉ? Tiếp tục không? Nó cần tiếp tục một tí nữa không? Hả? Tiếp nha.
Tạo một URL nhận hai chuỗi ký tự, nhận hai chuỗi ký tự, sau đó loại bỏ các ký tự, sau đó lọc. Ký tự xuất hiện ở cả hai chuỗi này thì sẽ off. Đầy bài chưa tính những cái Fibonacci các thứ các kiểu và tham lam rồi thì các bạn xem tìm được những mục đích lên thuật toán. Rồi 9 giờ đây là bài về nhà nhá, làm đúng rồi nhá. Đây em ngủ bút ạ. Tôi thiếu gì bút. Em chỉ có mỗi một cái bút thôi. Tôi thấy không bút. Tôi một sổ bút. Điểm này đây. Đứa nào mặc cái này. Ngọc Giang. Có. Có anh Tùng Vê. Anh Tuấn. Có. Linh. Có. Trơn. Có. Nhàn. Nhàn. Có. Đi kiểu tôi đi nhá. Để tôi tí nhá. Toàn. Giang. Đoàn. Đoàn. Khôi. Trâm Ba. Dung.